Em Út xin chào cả nhà. Hôm nay em Út lại giao lưu tiếp tục cùng anh chị em mình những cây linh sam bông hồng em Út ghép nhưng mà trồng đất rồi nha cả nhà. Đây anh chị em mình xem ha. Cây mẹ là linh sam siêu bông ưu điểm, uống rễ từ nhỏ. Đây là cái mắt ghép và cái thân ở nhánh linh sam hồng này á là nó to hơn cái ngón tay cái của em luôn nha cả nhà. Đây cái nhánh này là gần một mét luôn nha anh chị em mình nha. Nhánh này rất là chất lượng nha cả nhà. Nhánh ghép này rất là chất lượng. Tại cây này ghép hơn 1 năm rồi. Nhánh rất là to, cái tán rất là to. Từ mặt đất mà lên là tầm 70cm nha cả nhà. Đó, anh chị em mình thấy cái nhánh không? Rất là to nha. Cái mắt ghép này nó cũng liền hết rồi cả nhà ơi. Nó liền mặt thẹo luôn rồi. Từ cây mẹ cái này nó liền luôn rồi, rất là to nha. Anh chị em mình thấy cái nhánh ghép với là cái thân mẹ nó bằng nhau luôn nha cả nhà. Tại vì cây này trồng đất á, nên cái thân phát triển rất là tốt nha. Anh chị em nào ưng ý cây nào thì nhắn tin inbox em cái đó nha cả nhà. Cái bộ tán cũng rất là rộng luôn nha. Tại cây này em trồng đất á cả nhà. Cây nào cây nấy anh chị em mình thấy ha. Mấy cây này về là anh chị em bầu chiết ra là rất là ok nha cả nhà. Cây nào cũng là rễ uống, rễ nơm lên hết nha cả nhà. Bộ tàn rất là dài, rất là cao. Cây này loại là cây lớn nha cả nhà ơi. Bộ tàn xum xê luôn. Anh chị em nào ý thì nhắn tin alo cho em Út nha cả nhà. Đối với những cái nhánh như vậy nè, anh chị em mình về chiết với bầu là rất là ok nha cả nhà. Tại vì em trồng đất á, nó phát triển rất là cao rồi. Nhánh nào cái nấy nó rất là to. Nó to, cái nhánh nó to gấp 2 lần cây búp bi luôn á cả nhà. Đó, anh chị em xem nhánh nó rất là to rồi nha. Tại mình trồng đất mà. Đó. Một cây như vậy thì anh chị em mình về mình hay chiết ra được 3 hoặc là 4 nhánh luôn cả nhà. Tại nó rất là to rồi cả nhà ơi. Anh chị em nào ý thì nhắn tin alo cho Mút số điện thoại 079 549 9088 nha cả nhà. Anh chị em mình thấy nha. Nhánh ghép mà giờ nó bự bằng cái thân của em ghép vô luôn á. Nó liền luôn, nó bự liền luôn. Tại mình trồng đất nó rất là mau lớn cả nhà. Quả nhánh nó rất là dài,